sư khi nào nên nói, khi nào không nên nói. Đức Thế Tôn Ngài nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, khi nào mình nói được lời nói có đủ các chi phần, tức là có đủ các điều kiện như sau thì hãy nói, còn nếu không thì không nên nói. Đó là gì? Đúng sự thật, đúng thời điểm, có lợi ích, biết suy tư trong lời nói. Tức là lời nói có sự chọn lọc, có sự suy xét. Và nói bằng từ tâm chứ không phải bằng sân tâm. Thì khi chúng ta nói được với năm điều kiện này thì đó là khi chúng ta nên nói. Còn khi không có được năm điều kiện này thì đó là khi chúng ta không nên nói.